máy tính của các bạn đang hoạt động bình thường, bỗng một ngày đẹp trời tự dưng chậm chậm, đơ đơ, lắc lắc, giật giật kiểu như này. Đấy. GPU thì xung chỉ có 800 mấy, chưa hoạt động hết công suất, mặc dù đây là i3-10100F và 1050T. Đấy. Nhưng mà chạy rất chậm và FPS cực thấp. Bình thường chúng ta sẽ nghĩ nguyên nhân nằm ở Vega, bởi vì điện ít xung thấp. Đấy. Hoặc là nguồn, phải không các bạn? Thế nhưng mà con này nó lại ở một cái lỗi rất là dị. Và lỗi đó là gì thì ngay bây giờ chúng ta sẽ thử các bạn nha. Ở đây thì các bạn này. Đấy. Mình sẽ thay con CPU khác. i3 chúng ta này, i3 người 1100 này. Đó, mượt luôn phải không các bạn? Xung cao hơn, điện áp cao hơn và tất nhiên là FPS cao hơn. Lỗi tưởng như của Vega nhưng mà hóa ra lại của CPU. Mặc dù vừa nãy con CPU nó cũng ăn 4,1GB nhá, điện áp cao nhưng không chạy được con Vega một cách ngon lành luột là. Đấy.